Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi mùi vận mang tới những tận hưởng tối đa nguồn lực đen cỏ. Bước sang tháng 4 âm lịch dự báo sẽ mở ra cho người tuổi mùi nhiều cơ hội mới. Con giáp này nên tận dụng hết khả năng của mình để hoàn thành thật nhiều những việc quan trọng. Vận trình của những chủ dê khởi sắc hơn rất nhiều so với tháng trước – trong kinh doanh xuất hiện nhiều cơ hội mới. Thời điểm này, bạn có thể mạnh dạn mơ ước những giấc mơ lớn hay theo đuổi những điều tưởng như không thể. Nhờ xây dựng được sự độc lập mà bạn có được không gian tự do khai thác thế mạnh của bản thân, nhất là nguyệt lệnh quan đợi giúp bạn đầy ấp ý chí, sức sống, luôn đi trước thời đại. Tam hội ghé thăm cho thấy cuộc sống thiên về tình cảm, một thạng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người cỏ gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống. Thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng. Người tuổi mùi nên thận trọng hơn trong tháng này. Thiên cậu nhắc nhở bản mệnh tránh xa chuyện không liên quan tới mình. Nếu còn đơm đặt chuyện người khác thì họa tới không chân tả phù, phò tả nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thể mà cũng tăng tiến, còn giáp này có thể mua cho mình những món đồ yêu thích. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi mùi qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp thạng đình tỵ nguyệt lệnh quan đợi là cơ hội để còn giáp người tuổi mùi tự tin thể hiện các thể mạnh của mình bạn có cơ hội bộc lộ chúng trong cách giải quyết các vấn đề lớn nhỏ phát sinh tháng này mọi chuyện diễn ra trôi chảy ít trở ngại vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí thực thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ, tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng tốt đẹp hơn. Chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở. Vì vậy, nếu may mắn được làm chung với người không tiết kiệm lời khen, bạn sẽ làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều những việc quan trọng trong bản kế hoạch của mình. 2. Luận về phương diện tài chính Tử vi tháng tư âm lịch cho thấy bác bạch nhập cung chính tay, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy tuổi của bạn hay không. Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Với những ai chịu khó khai thác năng lực của mình, không ngại khó, không ngại khổ thì sẽ sớm tìm được tiền mà thôi. Khi nhận được thành quả xứng bản, bạn sẽ nhận được những công sức của mình là không bị đổ sông đổ biển. Những nỗ lực của bạn là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, lời khuyên là đừng quá tin tưởng vào các kế hoạch làm giàu nhanh vì việc lấy bản thân ra so sánh với họ sẽ khiến bạn nạn chỉ. Vận may từ trên trời rơi xuống thường là cái bẫy hoặc có thể ai đó đang che giấu đi những khó khăn mà họ từng trải qua mà thôi. Ngoài ra, không nên thật thà để lộ rằng bạn đang có tiền, vì có những kẻ xấu tiếp cận với mục đích lợi dụng bạn đấy. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tử vi tháng tư âm lịch năm quỷ mẫu 2023 của người tuổi mùi cho biết Vận trình tình duyên, thuận bươm xuôi gió, một gia đình êm ấm sẽ mang lại cho bạn nhiều động lực hơn trong cuộc sống thẳng mới khi mà ngũ hành tương sinh càng giúp cho tình cảm vợ chồng thêm phần nồng thắm. Người độc thân có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, đừng vì thể mà trở nên quá phụ thuộc vào cô ấy hay anh ấy, nếu không họ sẽ cho bạn cảm thấy bị bỏ buộc, không thoải mái trong mỗi quan hệ này đấy. Thực thần ghé thăm dự báo vận may quỹ nhân giúp bạn hưởng lại từ lời khuyên của những người lớn tuổi hơn người độc thân cũng sẽ thành công trong tình cảm. Bạn có thể bất ngờ phải lòng ai đó. Đừng để những phân tích quá lô rít ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc và thả mình theo dòng chảy cuộc đời. 4. Luận về phương diện sức khỏe tháng từ âm lịch chỉ ra một số vấn đề liên quan tới sức khỏe như bệnh lây nhiễm hoặc bệnh cụ tại phát. Việc này sẽ khiến cho cuộc sống của người tuổi mùi trở nên phiền tỏi hơn. Thiên cậu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp này ở vào thời điểm tháng 4 âm lịch, vì thế cần phải chú ý hơn tới sức khỏe của mình không được chủ quan. Tháng mới, bạn cũng nên để ý tới vấn đề năng lượng của bản thân. Ví dụ, bạn mệnh cũng nên tránh xa những người có năng lượng tiêu cực, ở gần bên họ quá lâu khiến bạn luôn có cảm giác khó chịu, bức bội, mệt mỏi và căng thẳng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi môi vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi ất mùi mệnh kim, sinh năm 1955, nam sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Lời khuyên dành cho bạn là nên thích nghi với hoàn cảnh. Quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi tinh môi sinh năm 1967, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, hãy tự tổn trong cách nói chuyện, cách thể hiện quan điểm cá nhân. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. 3. Tuổi kỷ môi sinh năm 1979, mệnh hỏa, nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết hạn chế tiếp xúc với người hay chê bai chỉ trích người khác quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi sủ màu sắc may mắn màu cam màu xám bốn tuổi tân môi sinh năm 1991 mệnh thổ nam sao vân hở nữ sao la hầu khẩu quyết tình cảm có chuyện biển tích cực khi quan tâm nhau nhiều hơn quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi tỷ tuổi thân màu sắc may mắn màu trắng màu nâu năm tuổi quỷ môi mệnh mộc sinh năm 2003 nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết hãy tự tin thể hiện cá nhân của mình có thể là điểm mạnh của bạn quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi mão tiểu nhân tuổi sậu tuổi tuất màu sắc may mắn màu xanh màu đỏ